rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong số mới nhất của tạp chí Hi-Fi TV. Trong những năm gần đây, khi xu thế đô thị hóa khiến không gian sống của con người ngày càng thu hẹp lại, những bộ loa bookshelf cỡ nhỏ nhưng chất lượng ngang tầm với những cây loa sàn đứng giá trị có thể lên đến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn đô la đang dần trở thành xu hướng của không ít người yêu âm nhạc. Việc lựa chọn một cặp loa bookshelf hay có thể rất dễ đối với nhiều người có kinh nghiệm, nhưng cũng có thể rất khó khi người chơi chưa có bất cứ sự lựa chọn cụ thể nào. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một vài tiêu chí để lựa chọn một cặp loa bookshelf chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu cũng như mức chi phí mà người nghe có thể đầu tư để từ đó đem lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Sử dụng kết nối có dây hay không dây luôn là một câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn khi lựa chọn bất cứ thiết bị âm thanh nào chứ không phải chỉ loa bookshelf. Với sự phát triển của công nghệ không dây, niềm tin cho rằng loa không dây không bằng được loa kết nối có dây ngày càng bị thách thức nghiêm trọng. Chúng ta có những cặp loa không dây như Audio Engine HD6 với chất âm cực tốt khiến nhiều người dễ nhầm tưởng rằng đó là loa có dây thông thường. Thậm chí, nhiều cặp loa hoàn toàn sử dụng kết nối aptX Bluetooth như Phantom DVLS, thậm chí còn là loa high-end với mức giá lên đến hàng nghìn đô la và sở hữu chất âm khiến người nghe phải sững sờ. Như vậy, dù có dây hay không, cặp loa bookshelf vẫn có khả năng mang lại chất âm rất tuyệt vời. Bên cạnh đó, kết nối không dây còn cắt giảm đi sự xuất hiện của dây dẫn, từ đó góp phần xây dựng hệ thống âm thanh đơn giản hơn. Ngoài ra, nhờ vào kết nối Bluetooth hoặc Wi-Fi, loa có thể điều khiển được thông qua điện thoại hoặc máy vi tính một cách tiện lợi. Lựa chọn loa chủ động hay loa thụ động cũng là một chủ đề khá nóng hổi. Loa bookshelf truyền thống là loa thụ động, kết nối với nguồn phát và hệ thống preamp, power amp hay AV receiver, trong khi loa chủ động sẽ tích hợp mạch khuếch đại bên trong. Thông thường, lựa chọn loa bookshelf chủ động sẽ giúp giảm chi phí xây dựng hệ thống, đồng thời việc lắp đặt cũng đơn giản hơn. Với loa thụ động, việc thay đổi thiết bị phối ghép cùng sẽ đem đến sự đa dạng trong chất âm mà loa chủ động không thể có được. Trong trường hợp lựa chọn loa thụ động và đã có âm ly từ trước, người dùng sẽ cần quan tâm đến việc lựa chọn loa phù hợp với âm ly. Có 4 yếu tố người dùng cần lưu tâm, đó là công suất, trở kháng, độ nhạy loa và phòng nghe. Độ nhạy với đơn vị là decibel là đơn vị chỉ giảm mức độ lớn tiếng của loa khi có tín hiệu đi vào. Với cùng mức công suất và khoảng cách, cùng một phối ghép và phòng nghe, một cặp loa có độ nhạy thấp hơn sẽ nhỏ tiếng hơn loa có độ nhạy cao hơn. Nếu như phòng nghe nhỏ, khoảng cách từ vị trí ngồi đến loa gần, người nghe không cần sử dụng âm ly quá mạnh ngay cả khi độ nhạy loa thấp. Còn trong trường hợp phòng nghe rộng, khoảng cách từ người nghe đến loa xa, loa sẽ cần có độ nhạy cao hơn. Yếu tố độ nhạy có liên quan trực tiếp đến công suất. Chẳng hạn, một cặp loa có độ nhạy 89 dB sẽ tạo ra âm lượng ở mức 89 dB khi có một oát điện chạy vào. Như vậy, công suất càng lớn thì âm lượng sẽ càng cao. Thế nhưng có hai điều người dùng cần lưu ý, đó là công suất phải tăng gấp đôi thì âm lượng mới tăng lên 3 dB. Và thứ hai, loa có ngưỡng công suất an toàn nhất định. Nếu công suất vào loa không quá yếu, sẽ gây ra hiện tượng xén ngọn tín hiệu. Trong khi công suất quá mạnh, vượt qua mức công suất đỉnh của loa thì sẽ làm cháy cuộn voi coil của loa. Trở kháng là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự cản trở dòng điện của một mạch điện khi có hiệu điện thế đặt vào, xuất hiện ở cả loa và âm ly. Trở kháng là một trong những thông số để xác định xem âm ly có thể phối ghép được với loa hay không. Thông thường, loa sẽ có trở kháng từ 4 đến 8 ohm, một số chiếc đòi hỏi nguồn năng lượng cực lớn sẽ có trở kháng thấp hơn, có thể là 2 ohm. Còn với âm ly, phạm vi trở kháng thường gặp là từ 4 đến 16 ohm. Khi phối ghép, trở kháng của loa nên ngang bằng hoặc thấp hơn so với trở kháng âm ly. Vị trí đặt loa cũng có vai trò khá quan trọng. Với kích thước nhỏ của mình, loa bookshelf có thể dễ dàng đặt trên bàn, trên giá sách hay trên chân giá đỡ. Tùy vào thiết kế của loa, nhà sản xuất có thể đưa ra những khuyến cáo về vị trí đặt loa. Có những cặp loa có chất âm trở nên mở hơn khi đặt trên giá đỡ, nhưng cũng có những cặp loa trở nên giàu chi tiết hơn, rõ hơn khi đặt trên bề mặt cứng như trên bàn hay tủ kệ. Trên đây là một vài tiêu chí đơn giản phục vụ cho việc lựa chọn loa bookshelf. Hy vọng rằng những gợi ý nhỏ này sẽ giúp người xem tìm được một cặp loa bookshelf chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như mức chi phí bỏ ra. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.